Em muốn gặp anh ta hàng ngày, chứ không phải để cho anh ta tưởng là em có thể chấp nhận mọi sự sắp xếp của anh ta và đi theo kế hoạch cuộc đời của anh ta. Khi một cái gặp cùng một cái người đàn ông tốt hơn, một cái người cái người ta so sánh liền, thì đó là Mạnh Dũng sẽ thua liền. Lý do tại sao đó là bị Huy Hoàng hốt luôn. Mạnh Dũng cũng là một cái người cố gắng hết sức để xây dựng một ngôi nhà hoàn hảo trong mơ của anh ấy. An toàn, đi theo kế hoạch của bản thân, luôn luôn đặt công việc lên hàng đầu. Anh có công việc mới luôn rồi, lương còn cao hơn ở đây rất là nhiều, còn là vị trí leader nữa cơ. Em yên tâm, kế hoạch của tụi mình vẫn ổn. Mạnh Dũng, nếu với góc nhìn của Thanh á, cũng là một người đàn ông đáng tin cậy để làm chồng, là người trụ cột trong gia đình, phải có những plan và những mục đích để xây dựng gia đình của mình. Và người đàn ông là trụ cột thì người ta phải có cái việc trách nhiệm và gánh vác cái đó. Thì Mạnh Dũng là một người thể hiện rõ cái đó. Là một người rất là kế hoạch, rõ ràng và đi theo từng bước một để đạt được cái mục đích đó. Đó cũng là những cái mà tính cách mà Quốc Anh ngoài đời đang muốn được như là anh Mạnh Dũng. Bây giờ em không cần phải thắt lưng buộc bụng quá. Thích cái gì em cứ gọi. Ăn sáng, ăn trưa, ăn chiều, ăn tối, anh bao hết, yên tâm. Đàn ông phải có chí cầu tiến là rất là tốt. Người phải chí cầu tiến thì người ta phải đặt ra những cái plan, chinh phục những cái plan đó. Thì Mạnh Dũng là rất là hay trong cái việc đó. Nhưng mà chỉ có một cái Mạnh Dũng không hay, đó là tinh tế. Vâng ạ. Alo, anh Dũng. Bây giờ anh bận lắm, không nghe điện thoại được đâu. Có gì anh gọi lại sau cho, vậy nha. Nhưng mà bây giờ anh... Lát nữa anh gọi lại cho em, vậy nha. Đôi khi anh ấy lao như vào như một con thiêu thân á, anh ấy lại quên mất cái người bạn đời của anh cần cái gì. Thì mục tiêu như vậy, nhưng mà anh cứ đâm đầu vào chuyện đó và anh quên mất cái người đồng hành với anh. Nếu như mà ở ngoài đời á, hai cái mẫu đàn ông đó sẽ đều được rất nhiều chị em yêu thích. Nếu như là Minh Trang ở ngoài đời, mình sẽ lựa chọn mẫu con trai như Mạnh Dũng. Tức là mình có thể tiết kiệm, nhưng mà đừng tiết kiệm quá mức đến đến nỗi mua quà cho bạn gái mà phải mua một cái thỏi son mà tích điểm để tặng cho bạn gái, là một cái sự vật không hề tinh tế mà nó bị phải nói là hơi bị quỉnh xỉn. Cái bản thân của người phụ nữ, cái cá tính đó, là người phụ nữ rất là hay thích so sánh. Khi một cái gặp cùng một cái người đàn ông tốt hơn, một cái người cái người ta so sánh liền, thì đó là Mạnh Dũng sẽ thua liền. Lý do tại sao đó là bị Huy Hoàng hốt luôn. Vậy tại sao em không nói với chồng sắp cưới của em là em muốn ăn tối cùng với anh ta, em muốn gặp anh ta hàng ngày, chứ không phải để cho anh ta tưởng là em có thể chấp nhận mọi sự sắp xếp của anh ta và đi theo kế hoạch cuộc đời của anh ta? Với Phương thì Mạnh Dũng và Minh Anh là hai nhân vật đáng thương trong bộ phim này. Có nghĩa là các bạn ơi, các bạn có yêu người đó cỡ nào thì các bạn cũng phải yêu mình trước đã. Các bạn không yêu bản thân các bạn, xong các bạn cứ đâm đầu vào một cái người đó, xong mình tưởng mình mang hạnh phúc cho họ, nhưng mà không, cuối cùng mình lại mang tới đau khổ cho cái mối tình đó. Hôm nay anh phải ở lại công ty làm việc tiếp với team kỹ thuật, chắc là sáng mai mới về cơ. Có gì em ngủ trước đi nhá. Yêu trước ngày cưới, 20 giờ thứ 6 thứ 7 hàng tuần, duy nhất trên siêu ứng dụng giải trí Vion. Vion tặng mã ưu đãi 30% vé The Masked Singer Việt Nam All Star Concert 2023. Đừng bỏ lỡ.